Sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà bạn chưa biết đến. Sự thật thứ nhất, chúng ta đều biết Nazoth là một phán quan địa ngục của cõi âm, và sau khi Preyta tạo nên cầu nối giữa cõi âm và toàn bộ thế giới, Nazoth đã đầu nhập vào lực lượng Sa Đọa. Nhưng ít người biết Nazoth từng là quý tộc của vương quốc Norman hơn nữa. Anh còn là con nối dõi duy nhất trong gia tộc. Nazoth từng là một vị tướng chỉ huy giỏi nắm trong tay đội quân mang tên huyết sắc kỵ sĩ. Nhưng vì sự chán ghét sự tranh giành quyền lực của các quý tộc với nhau, và vì có lỗi với đội quân mà anh chỉ huy trong trận chiến không may bị kẻ địch mai phục và tử trận, nên Nazoth đã từ bỏ tước vị của mình và đã rời khỏi vương quốc vĩnh viễn. Sự thật thứ hai, Elandor du hiệp tinh linh vẫn luôn dằn vặt bản thân về lỗi năm xưa đối với bạn thân của mình. Chỉ vì sự tò mò hiếu kỳ muốn khám phá hang động nơi cất giấu một vật kỳ lạ phát sáng mà anh chàng đã phải trả giá cho hành động đó là mất đi người bạn thân, và sau bên trong nội tâm luôn bị trói buộc vì lỗi lầm năm xưa. shopzontv.com lời bán đất Liên Quân Spotify uy tín giá rẻ số 1 Việt Nam, ra mắt vòng quay không đồng, vòng quay cung huy nhận lên đến hàng nghìn cung huy từ vườn bay Liên Quân, nhận đất cực kỳ ngon. Đặc biệt lần đầu tiên đăng nhập vào shop nhận cung huy free, nhanh tay truy cập shopzontv.com. Trừng momo.com ấy chơi chẳng lẽ momo cực kỳ uy tín, trao thưởng chỉ trong 5 giây, thanh toán tự động 24/7, tất thắng tuần nhận thưởng quà to. Truy cập ngay trừng momo.com để kiếm tiền nhé. Sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà ít người biết đến. Sự thật thứ nhất, trong một trận chiến sinh tử, Grignac đã từng có thể bị giết dưới tay của Thane. Vì là một bề tôi trung thành với ma gia oán hồn vực thẳm, nên Grignac luôn sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho Mara. Trong trận chiến, Thane đã vung kiếm chém đứt chiếc sừng của Grignac. Trong lúc nhát kiếm thứ hai của Thane đang giữ lấy đầu của Grignac, thì Mara đã kịp ra tay ngăn đường kiếm của Thane xuống tay. Cảm kích lòng trung thành của Grignac, nên Mara đã nhịn đau rút một phần năng lượng để cứu Grignac dưới lưỡi hái của tử thần. Sự thật thứ hai, Slim và nữ vương tinh linh theo Anat đã có một giao ước bí mật với nhau. Trong trận chiến ở cơ giới, thành tính mạng của Slim luôn bị đe dọa bởi chỉ huy tối cao lực lượng Sa Đọa Preyta luôn truy đuổi Slim tận cùng mọi góc ngách. Để bảo vệ bản thân và lấy lại những gì đã mất, Slim trở lại rừng Trạng Vạng và lập nên một hiệp ước cùng theo Anat rằng nữ hoàng sẽ vận dụng sức mạnh của khu rừng để trợ giúp hắn chiếm lại được cơ giới thành. Bù lại, Slim sẽ ở lại trông coi khu rừng khi nữ hoàng vắng mặt. Sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà ít người biết đến. Sự thật thứ nhất, Ryoma từng xuống tay giết đi người bạn thân nhất của mình. Sau khi người cha của Ryoma qua đời, người bạn Kondo là người thân duy nhất của Ryoma trong một cuộc chiến tranh vương quyền của hoàng tộc Ryoma là cận vệ của thái tử núi ngôi. Vì những vị vương tử khác không cảm thấy hài lòng nên đã phái Kondo đi ám sát thái tử. Trận chiến diễn ra trong đêm, mặc dù biết Kondo là người dẫn đầu đội ám sát, nhưng Ryoma đã gạt bỏ qua tình cảm và chiến đấu hết mình để bảo vệ thái tử. Đến khi nhận ra lưỡi kiếm của Ryoma đã đâm thẳng vào ngực của Kondo sau cái chết của người bạn, Ryoma đã bẻ gãy một nửa thanh kiếm của mình và thề rằng sẽ không bao giờ dùng bàn tay phải của mình và bàn tay đã giết chết Kondo. Sự thật thứ hai, Hayate từng là một ninja của đảo Sương Mù. Tuy nhiên, vì quá phẫn uất trước sự ngạo mạn của những kẻ đứng đầu tháp quang minh, Hayate quyết định phá bỏ khế ước để trả lại tự do cho ngôi làng. Tuy nhiên, cuối cùng kế hoạch bị đổ bể bởi Senin. Không cam chịu thất bại, Hayate gia nhập thế lực hắc ám với mong muốn duy nhất là ly khai đảo Sương Mù khỏi phải ánh sáng. Sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà ít người biết đến. Sự thật thứ nhất, bức tượng xuất hiện trong tế đàn hồi sinh khiến cho nhiều người mang dấu chấm hỏi lớn liệu bức tượng này là ai và có lai lịch như thế nào. Trong một thời xa xưa đã nổ ra một trận chiến kinh thiên động địa, quỷ vương mạnh nhất Dire Blow đã từng mở một cuộc tấn công lên cùng điện ánh sáng và tàn sát rất nhiều vị thần nơi đây. Vị thần tối cao Imperus đã đứng lên chiến đấu với Dire Blow. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, tuy đã cố gắng nhưng Imperus không thể đấu lại Dire Blow và bị một đòn chí mạng khiến cơ thể không gượng nổi. Trong thời khắc ấy, Imperus đã hy sinh thân mình để đưa quỷ vương Dire Blow về địa ngục sâu thẳm của hắn. Sau trận chiến, không còn ai nhìn thấy Imperus nữa, và bức tượng ở tế đàn hồi sinh chính là để tưởng nhớ Imperus. Sự thật thứ hai, Enzo có một sở thích rất kinh dị là điêu khắc các tác phẩm của hắn lên người của các tù binh. Những tác phẩm đẫm máu luôn đẹp trong mắt của Enzo, và Hayate khi đã trở thành tù binh của Enzo đã phải trải qua những lần xẻo vào da thịt để tạo nên một tác phẩm tuyệt vời. Điều này khiến cho cơ thể của Hayate bị tổn thương nặng và có chỗ không thể phục hồi. Sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà ít người biết đến. Sự thật thứ nhất, Butterfly từng được thuê để bảo vệ Achit trong một cuộc chiến chống lại binh đoàn Lackham, những kẻ đã đánh bại Arduin và nhóm hiệp sĩ Veda. Trong trận chiến, Achit lãnh đạo các hiệp sĩ Hoa Hồng cầm kiếm tự chiến với kẻ thù. Để bảo vệ Achit tránh khỏi kẻ thù, Butterfly đã đỡ cho Achit những đường kiếm, và khi đao kiếm dừng lại, trên người Butterfly tràn trịch những vết thương. Trong nhiệm vụ lần này, Butterfly đã suýt phải mất mạng. Tuy nhiên, Butterfly vẫn tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ Achit, người thừa kế cuối cùng của dòng dõi bá tước Hoa Hồng. Sự thật thứ hai, Natalia mang trong mình lời nguyền rủa bất tử, và cho đến khi lời nguyền này được truyền lại cho người khác trong dòng tộc thì mới có thể giải thoát được. Vì để kết liễu cuộc sống địa ngục của đồng loại, Natalia đã cắn xé nuốt hết tất cả trong buổi lễ và giết luôn cả sứ giả của thánh điện, bởi Natalia biết rõ chính chúng là cội nguồn của lời nguyền rủa này. Và sau đó, Natalia đã ký hiệp ước bóng tối và tuyên thệ thần phục hắc ám. Sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà ít người biết đến. Sự thật thứ nhất, Ba Đung Nhân Mã Thần Lực là vị tướng bất hạnh và sống lâu nhất trong Liên Quân. Nhờ vào cột tổ khai thiên, Ba Đung đã trường sinh và luôn sung mãn. Dù đã sống hàng thế kỷ, nhưng vì cơ thể bất hoại nên Ba Đung đã chứng kiến mọi người xung quanh mình đều chết đi. Sau hàng thế kỷ, mọi người đều tin rằng Ba Đung chỉ là một câu chuyện cổ tích được thêu dệt lên. Cho đến khi cuộc xâm lăng của Volcat chúa tể hắc ám, Ba Đung đã xuất hiện và chiến đấu, và mọi người mới tin rằng vị thần này có thật. Sự thật thứ hai,
Chrissy không hề hiền lành và dịu dàng như chúng ta nghĩ. Trong cuộc chiến với những người xấu xâm hại khu rừng Chrissy đang sống, Elandor đã chứng kiến sự tàn bạo của Chrissy khi cô đã tàn sát. Tất cả họ không ngấm tay và sau cuộc chiến không một ai sống sót, máu tươi tưới khắp khu rừng. Sự thật bí ẩn trong liên quân mà ít người biết đến. Sự thật thứ nhất, Omen Quỷ Kiếm Dạ Xoa là một cỗ máy giết chóc không ghê tay. Khi đội quân của Arduin tiến đến để săn lùng lực lượng Sa Đọa, cuộc chiến đẫm máu diễn ra vì không thể chống cự nổi nên Vera đã hóa giải phóng ấn hồi sinh Omen trở lại từ vực thẳm địa ngục. Sau khi thức tỉnh, Omen đã tàn sát đội quân của Arduin một cách kinh dị, máu me bê bết khắp chiến trường. Và sau bên trong Omen luôn ẩn chứa một bí mật đáng sợ, là muốn ăn thịt của vị tướng Rip xem mùi vị như thế nào. Sự thật thứ hai, Sinestria đã từng phải hứng chịu nỗi đau khổ tột cùng khi vào năm 12 tuổi, cả gia tộc của Sinestria bị tàn sát chỉ vì cô bé mang trong mình dòng máu ác ma, và Dexter, người đã cưu mang Sinestria trong cuộc thảm sát năm xưa, đã từng được Sinestria hồi sinh trong một cuộc chạy trốn những kẻ thù thủ ác. Từ đó Dexter đã mang trong người sức mạnh ma nhân to lớn từ dòng máu ác ma trong người Sinestria. Sự thật bí ẩn trong liên quân mà ít người biết đến. Sự thật thứ nhất, Richter là một trong những thợ săn quỷ đời đầu và là một trong những vị tướng sống lâu nhất liên quân. Vì mang trong mình dòng máu của các pháp sư ma thuật đen nên Richter đã sở hữu năng lực trường sinh bất tử và sức mạnh phi thường, và đã chiến đấu với các ác quỷ khác máu trong suốt 800 năm. Trong cuộc chiến thanh trường đẫm máu và sự sụp đổ của pháp sư ma thuật đen, địa vị của Richter đã suy giảm và hiện tại Richter chỉ là một lính đánh thuê. Sự thật thứ hai, Chona là một thực thể tà ác do hỗn độn sinh ra và đã tồn tại lâu hơn cả thiên đường hay địa ngục. Nhưng có nhiều nguồn tin cho rằng Chona chính là một con voi mammut khổng lồ cổ đại đã bị năng lượng hồn mang tha hóa. Nhưng không thể phủ nhận Chona chính là một con quỷ độc ác khát máu với năng lực có thể phá hủy cả thế giới. Nếu không có một người bí ẩn nào đó đã lừa Chona vào bẫy và nhốt hắn dưới đáy của biển đen thì có thể thế giới này đã biến mất từ lâu. Sự thật bí ẩn trong liên quân mà bạn chưa biết đến. Sự thật thứ nhất, Zata là một trong những vị tướng có tuổi thơ bất hạnh nhất trong liên quân. Zata chính là thái tử của tộc Hắc Điều, một bộ tộc bất hạnh bị tổ thụ vứt bỏ và phải sống một cuộc sống lưu vong. Bộ tộc của Zata đã phải sống khốn khổ và chịu nhục nhã khi đôi song rực đã bị phong ấn bởi tháp quang minh với lý do ngăn cách sức mạnh hắc ám ảnh hưởng tới họ. Từ đây cả bộ tộc mất đi khả năng bay lượn tự do. Vì thế Zata đã tự thề với bản thân rằng nhất định sẽ làm bất cứ nhiệm vụ gì của tháp quang minh đề ra để có thể lấy lại đôi song rực niềm tự hào của tộc Hắc Điều. Sự thật thứ hai, Ata thuộc tộc Cain, đây là một tộc thú nhân mang trong người một dòng máu tà ác. Nhưng từ nhỏ Ata đã không biết xuất thân của mình và lớn lên như bao người khác. Ata đã trở thành một cướp biển khét tiếng và vì xuất thân từ thú nhân tộc nên Ata sở hữu nhiều năng lực khác người, trong đó có năng lực có thể hiểu và giao tiếp được với các sinh vật biển. Ngoài ra có nhiều đồn đoán cho rằng giữa Ata và Kret đã có cuộc chiến sinh tử lớn xảy ra. Sự thật bí ẩn trong liên quân mà ít người biết đến. Sự thật thứ nhất, Tachi chính là phân thân của Thái Cổ Thần Long và là Hàn Do đời thứ nhất của đảo Sương Mù. Hàng thế kỷ các Hàn Do này sẽ thống lĩnh những ninja dưới trướng để tiêu diệt hại thú hỗn mang khát máu. Có một bí ẩn quay quanh Tachi, đó là mỗi lần cầm lên tay vũ khí long tước bội đao Tachi đều rơi lệ. Có nhiều thông tin cho rằng vì thanh đao này được rèn từ răng của Thái Cổ Thần Long nên mỗi khi cầm trên tay Tachi lại cảm nhận được sự suy yếu của Thái Cổ Thần Long do hồn phách đã bị rèn nát. Vì thế Tachi đã bước ra khỏi đảo Sương Mù tiến vào Athenor để tìm biện pháp khôi phục long hồn. Sự thật thứ hai, Hayate là một ninja của đảo Sương Mù vì quá phẫn uất trước sự ngạo mạn của những kẻ đứng đầu tháp quang minh. Hayate đã gia nhập hắc ám với mục đích ly khai đảo sương mù khỏi ánh sáng. Ngoài ra, Hayate có một bí mật là cực kỳ nhạy cảm khi bị nữ giới chọc ghẹo, nhất là Vera. Bên cạnh đó, Murat bịt mặt là cũng bởi vì sợ nữ nhân quấy rối. Rất có thể cả hai vị tướng này đều nhát gái như nhau.